Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2022 tổ chức tại Na Uy, em Nguyễn Đại Dương, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn đã xuất sắc giành được huy chương bạc. Em Nguyễn Đại Dương là học sinh lớp 12 toán 2 trường Trung học phổ thông Lam Sơn đã xuất sắc giành huy chương bạc với số điểm 29 trên 42 được biết, 6 trên 6 học sinh Việt Nam tham gia cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2022 tổ chức tại Na Uy đều đoạt giải, gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Với thành tích này, đội tuyển Olympic Toán học Quốc tế Việt Nam xếp thứ tư trên 104 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. So với năm 2021 thì theo hình thức trực tuyến, một huy chương vàng, hai huy chương bạc và ba huy chương đồng thành tích của đội tuyển Việt Nam năm 2022 có sự vượt trội hơn, được ban tổ chức đánh giá rất cao. Nửa đầu năm 2022, tổng nguồn vốn huy động tại Thanh Hóa đạt trên 135.000 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2021, trong đó tiền gửi tiết kiệm tiếp tục tăng trưởng chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn huy động. Đáng chú ý, hiện lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đang có xu hướng tăng trở lại để thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư. Đây cũng là yếu tố tác động đến sự tăng trưởng của nguồn vốn huy động. Từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động tại một số ngân hàng đã tăng 0,3 đến 0,6% một năm. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 12 tháng dao động phổ biến từ 5,6 đến 7% một năm. Bước sang tháng 7 năm 2022, lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng, thậm chí tăng mạnh so với tháng trước. Theo ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa, huy động vốn tăng đảm bảo khả năng cung ứng vốn cho khu vực sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, việc tăng trưởng nguồn vốn của ngân hàng không chỉ phản ánh niềm tin của người dân doanh nghiệp với kênh huy động vốn an toàn hiệu quả, mà còn phản ánh các tiện ích của dịch vụ ngân hàng ngày càng tốt hơn, góp phần thu hút dòng tiền vào hệ thống. Trong 6 tháng đầu năm, thì chi nhánh chúng tôi huy động tăng 130%. Nguyên nhân chính là do dòng tiền từ thị trường chứng khoán và bất động sản nó giảm sút thì đấy là cơ hội để cho ngân hàng huy động vốn. Ngoài ra thì cái lãi suất cũng có xu hướng tăng cũng là rất hấp dẫn đối với người dân. Các chuyên gia kinh tế nhận định lãi suất huy động có khả năng tiếp tục tăng trong năm nay trong bối cảnh thanh khoản ngân hàng đang ngày càng bị thu hẹp và nhu cầu tiến dụng có sự tăng trưởng tích cực trong giai đoạn phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng cũng đẩy mạnh số hóa tìm cách giảm chi phí vốn bằng cách tăng lượng tiền gửi không kỳ hạn người dân và doanh nghiệp cũng kỳ vọng chính sách hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng sẽ tạo sự lan tỏa kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường từ nay đến cuối năm. Thời gian qua, Công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân với nhiều tiêu chí giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù công việc từng đơn vị lực lượng. Qua đó đã đem lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố Thanh Hóa xác định rõ, việc xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân, đóng vai trò tiên quyết. Sau đó, các đội nghiệp vụ và công an xã phường đã quán triệt thực hiện có hiệu quả phương châm lấy dân làm gốc, mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân, luôn bám sát địa bàn, lấy người dân làm chỗ dựa và cũng là mục tiêu bảo vệ. Nổi bật là trên lĩnh vực quản lý hành chính, công an thành phố Thanh Hóa thực hiện thành công chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip, bổ sung, chỉnh lý dữ liệu dân cư, đảm bảo đúng đủ sạch sống. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, hàng loạt thành tích ấn tượng từ triệt phá các vụ án lớn đã cho thấy sự mưu trí dũng cảm của lực lượng công an. Đối với từng lực lượng thì chúng tôi có những cái tiêu chí cụ thể để từng cán bộ chiến sĩ nỗ lực xây dựng cái hình ảnh của mình. Và chúng tôi đang chọn cái đột phá từ lực lượng quản lý hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các phường xã. Đây là những lực lượng công khai và thường xuyên tiếp xúc với lực, với nhân dân để giải quyết các cái nhiệm vụ cũng như những cái yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp và của nhân dân. Tính từ năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác lập đấu tranh triệt phá 24 chuyên án, một đường dây 24 ổ nhóm tội phạm hình sự, phá 16 chuyên án, 4 đường dây, 23 điểm phức tạp về ma túy, khởi tố 200 vụ với 264 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn được kiềm chế và có chiều hướng giảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững góp phần tạo môi trường an toàn, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn. Trong vụ án, ông Nguyễn Văn Thiệp, giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn đã tổ chức thu tiền lấy mẫu PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 tại điểm test Hoan Huệ, tại các trạm y tế và khu cách ly tập trung theo mẫu đơn, mẫu gộp đôi nhưng lại thỏa thuận với công ty cổ phần nghiên cứu khoa học xét nghiệm công nghệ cao hợp lực để xét nghiệm theo mẫu gộp năm để hưởng lợi. Cơ quan công an đã xác định được số mẫu công ty hợp lực thực hiện xét nghiệm theo cầu của ông Nguyễn Văn Thiệp là 11.089 mẫu, tương đương 11.089 lượt người. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và công an thị xã nghi sơn đã trực tiếp xác minh liên hệ được 1 034 người tương đương 1 557 mẫu, hiện còn 9.532 mẫu chủ yếu là lái xe đường dài, có địa chỉ tại nhiều địa phương trên cả nước chưa liên hệ là việc được. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa ra thông báo tìm những người đã lấy mẫu xét nghiệm pcr tại các địa điểm nêu trên trong thời gian từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021 khi đi qua thị xã nghi sơn để phục vụ công tác điều tra đảm bảo quyền lợi cho người dân sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự tạm giam hai bị can gồm lại thị loan và nguyễn mạnh chiến cùng chú huyện kim bảng để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài các đối tượng khai nhận do có thời gian làm việc tại Campuchia từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Loan về nước và dụ dỗ được 6 nam nữ thanh niên ở tỉnh Hà Nam và Sơn La, sau đó hứa hẹn đưa sang Campuchia làm việc với mức lương 900 đô la Mỹ một người một tháng. Mỗi người phải nộp cho Loan số tiền khoảng 4 triệu đồng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng trên địa bàn thành phố. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Lê Thạch Tú, sinh năm 1989, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phương thức thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng như sau: Chủ nhóm sẽ yêu cầu cả nhóm đi tìm các ứng viên để đăng ký mở các tài khoản ngân hàng. Khi tìm được ứng viên, quản lý yêu cầu ứng viên chụp và cung cấp ảnh chân dung để làm căn cước công dân giả phục vụ việc đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ đầu năm 2021 đến nay, Tú đã kêu gọi 10 ứng viên sử dụng nhiều căn cứ công dân giả để đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng để thu lợi bất chính. Hiện cơ quan công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án. Công an thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn. Cầm đầu đường dây số đề này là Huỳnh Văn Dương và Đào Ngọc Tài. Bước đầu, công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay là trên 40 tỷ đồng. Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với công an huyện Hớn Quản điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, giữa Vũ Văn Như và chị Điều Thị Hiếu, chú xã Tân Quan huyện Hớn Quản là người yêu. Dạng sáng ngày 13 tháng 7, giữa Như và chị Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau trong lúc giằng co như dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu chị hiếu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ gây án xong như lái xe ô tô cá nhân rời khỏi hiện trường đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày sau khi uống một chai thuốc diệt cỏ như lái xe quay lại nơi gây án tuy nhiên đến dạng sáng ngày 14 tháng 7 đối tượng như đã tử vong Cảnh sát hình sự Hà Nội vừa triệt xóa ổ nhóm gây ra nhiều vụ cướp tài sản lúc dạng sáng tại hai địa bàn các huyện Hoài Đức và Quốc Oai, bắt giữ năm đối tượng. Đây là các đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi, tụ tập ở các quán game và các nhà nghỉ trôi bời lêu lỏng không có sự quản lý của gia đình đấu tranh khai thác cơ quan công an làm rõ ổ nhóm này đã gây ra chín vụ cướp tài sản trên địa bàn hai huyện quốc oai hoài đức với cùng thủ đoạn số tài sản cướp được các đối tượng sử dụng để chơi game thuê nhà nghỉ và ăn tiêu hiện lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan vụ án gồm hai xe máy tuyếp sắt gắn dao nhọn và dao bầu đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nhóm cướp Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can cùng ngụ huyện Tân Biên về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó qua công tác nắm tình hình, công an huyện Tân Châu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đột kích nhiều điểm bắt giữ 9 đối tượng có hành vi mua bán và sử dụng ma túy, thu giữ 100 g ma túy, 44 viên ma túy tổng hợp, 130 ống thủy tinh cùng nhiều tăng vật có liên quan. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình thanh vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30, gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.